Tô là một cái thao tác rất là quan trọng ở trong Corel. Sau khi mà chúng ta vẽ hình được những cái đối tượng mà chúng ta cần thì phần tiếp theo sẽ là tô màu cho nó, dán chất liệu cho nó. Và ở trong các cái buổi trước thì chúng ta cũng đã làm quen một số các cái khái niệm về tô màu. Tuy nhiên đấy là những cái khái niệm nó tương đối là đơn giản. Thế và các cái phức tạp hơn thì hôm nay chúng ta sẽ làm quen. Nhưng trước hết thì chúng ta nhắc lại một chút về những cái khái niệm hôm trước chúng ta đã nói. Một đối tượng muốn được tô màu thì trước hết là nó phải được chọn đã. Thế thì các đối tượng ở trong Corel thì nó chỉ được vẽ có đường viền, đúng không? Và chưa có màu. Do đó khi chúng ta muốn tô màu cho bất cứ một đối tượng nào thì chúng ta phải chọn nó đã. Sau đó thì chúng ta sẽ đưa chuột vào, chúng ta bấm vào cái màu nằm ở phía bên palette màu ở phía bên tay phải này. Số lượng màu mà chúng ta thấy hiển thị thì nó rất là ít. Do đó thì hoặc là một là chúng ta sẽ bấm mũi tên ở phía dưới này để chúng ta trượt lên, chúng ta xem những cái màu đang còn giấu ẩn ở phía dưới. Hoặc chúng ta có thể bấm mũi tên trỏ sang phía bên phải này để chúng ta mở rộng cái phạm vi trình diện của cái palette màu. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn lấy một màu bằng cách bấm chuột trái vào. Cái cách mà mở ra như thế này thì các bạn sẽ thấy là nó cho phép chúng ta nhìn thấy được tất cả các cái màu. Và sau khi mà chúng ta làm xong, chúng ta không cần nữa, chỉ việc là bấm vào một cái vùng trống nào đó, không chọn bất cứ đối tượng nào, thì cái palette màu nó sẽ khép trải trở về ở cái dạng là một thanh như thế này. Nếu mà các bạn muốn lấy nhiều màu hơn thì chúng ta có thể là gọi cái bảng màu con đó. Bằng cách là chúng ta nhấp giữ một chút ở một ô màu, sau khi chúng ta nhấp giữ độ khoảng trên 1 giây thì nó bắt đầu mở ra cái bảng màu con với 7749 ô. Trong đó thì sẽ có một ô nằm chính giữa, chính là cái màu gốc. Thế còn lại các ô còn lại thì nó vây xung quanh, chính là biến thể từ cái ô màu chính này ra. Và như thế là từ một màu chúng ta sẽ có rất là nhiều biến thể của nó. Bằng cách này thì chúng ta đã làm phong phú hơn cho cái bảng màu mà được Corel cung cấp. Thế ngoài cái cách này ra thì chúng ta còn có thêm một cái phương pháp nữa là chúng ta sẽ pha màu trực tiếp ở trên đối tượng. Để pha màu trực tiếp trên đối tượng thì chúng ta chọn đối tượng, sau đó muốn pha thêm màu gì vào thì chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn nhấn giữ phím Ctrl, sau đó thì các bạn kích vào cái màu mà các bạn muốn pha trộn thêm. Thì mỗi một lần kích như thế này thì nó sẽ đưa thêm khoảng 10% màu ở cái ô mới vào trong cái đối tượng đang được tô màu sẵn rồi. Và như thế là chúng ta đang thực hiện cái thao tác là pha trộn màu trực tiếp ngay trên cái đối tượng đang được chọn đó. Sau nữa thì chúng ta còn có thêm một cái thao tác như thế này, đó là sao chép thuộc tính màu từ một đối tượng nọ sang một đối tượng kia. Thì để thao tác copy màu từ một đối tượng bên trái sang đối tượng bên phải như thế này chẳng hạn, thì chúng ta có hai cách. Một là làm chính tắc, làm bằng lệnh, thì chúng ta sẽ vào menu edit. Trong menu edit thì chúng ta sẽ có một lệnh gọi là lệnh copy property from. Khi nhấn vào đây nó sẽ mở ra một bảng thoại cho phép chúng ta chỉ định là copy những thuộc tính nào của đối tượng mẫu. Trong đó chúng ta thấy là ba cái đang được hiển thị, đó là outline pen, outline color và fill. Nếu các bạn chỉ đơn giản là muốn lấy màu từ cái đối tượng này sang đối tượng này thì các bạn chỉ việc là chọn fill, sau đó nhấp OK. Thì một mũi tên đen rất là to đậm nó xuất hiện và chúng ta chỉ vào cái đối tượng mà chúng ta muốn lấy màu. Lập tức màu từ đối tượng mẫu ở bên trái sẽ được copy sang để đưa sang hình bên phải. Tương tự như thế, nếu như bây giờ tôi muốn lấy màu từ đối tượng này sang đối tượng này mà các bạn lại muốn lấy thêm thuộc tính thì các bạn lại xử lý như sau. Đó. Edit copy property from. Lúc này thì chúng ta còn hai lựa chọn nữa, đó là outline color. Trường hợp này thì nó sẽ lấy màu đường viền của đối tượng mẫu sang gán cho đối tượng mới này.
hoặc là outline pen. Outline pen thì nó dính dáng tới khái niệm là độ dày và cái thuộc tính của đường viền, đó có thể là đường liền hoặc đường đứt hoặc đường chấm chấm đứt đứt vân vân. Đấy là những cái kiểu mà chúng ta có thể làm. Thế đấy là chúng ta làm bằng lệnh theo con đường chính tắc. Còn nữa thì các bạn còn có thêm một cái phương pháp như thế này, đó là các bạn gán trực quan luôn. Gán trực quan thì chúng ta làm này, các bạn chọn đối tượng mà coi như là cung cấp mẫu mẫu đó, sau đó thì các bạn nhấp giữ chuột phải cho tôi và các bạn kéo thả nó vào trong cái khu vực của đối tượng mà các bạn muốn gán màu. Các bạn để ý này, khi chúng ta kéo một đối tượng bằng chuột phải thì màu mè sẽ bị giấu đi, chỉ còn lại một cái khung hình màu xanh như thế này thôi. Và trỏ chuột bây giờ đang là mũi tên 4 chiều. Nhưng nếu mà tôi kéo vào trong phạm vi của một đối tượng khác thì cho tới khi nào các bạn nhìn thấy cái trỏ chuột mũi tên 4 chiều mà chuyển thành một cái hình giống như là cái kính ngắm của lính bắn tỉa này này thì các bạn có thể nhả chuột ra. Và lúc này thì nó sẽ hiện ra một cái menu ngữ cảnh cung cấp cho các bạn một số các cái tùy chọn, bao gồm là Move Here, thì đơn giản là nó sẽ dịch chuyển đối tượng tới vị trí mới đó. Copy Here thì nó sẽ tạo ra một bản sao tại cái vị trí mà các bạn nhả chuột ra, còn bản gốc nó vẫn giữ nguyên tại vị trí cũ. Copy Fill Here thì nó sẽ giống như là vừa rồi, đó là copy lấy màu từ cái bản mẫu sang bản kia. Đây ví dụ tôi chọn Copy Fill Here thì nó sẽ lấy màu từ cái bản mẫu này nó đưa sang hình bên này. Còn lại một số các lệnh khác như sau: Copy Outline thì là độ dày đường viền đó. Rồi thì Copy All Property thì có thuộc tính gì thì nó gán hết cho thằng kia. Đấy, bao nhiêu thuộc tính, ví dụ màu gì, đường viền dày mỏng bao nhiêu, đường viền màu gì, vân vân, thì nó sẽ đưa hết sang bên đối tượng này nó gán cho. Thế còn lại còn một lệnh nữa thì Power Clip Inside, thì trong trường hợp này thì nó sẽ giấu đối tượng này và đối tượng kia. Cái này thì tôi sẽ nói kỹ hơn một chút về sau. Thế là như vậy là chúng ta đã duyệt nhanh qua tất cả những cái lệnh mà liên quan tới tô màu cho bề mặt. Thế còn lại những cái thao tác mà chúng ta vừa mới làm thì cũng đều áp dụng được cho đường viền. Chỉ có điều là nó khác biệt là thao tác để tô đường viền thì chúng ta dùng chuột phải thay cho chuột trái. Đấy. Ví dụ như là tôi muốn tô đường viền là một màu nào đó thì tôi sẽ chọn đối tượng, sau đó thì tôi chuột phải vào trong cái ô màu. Khi chuột phải thì các bạn sẽ thấy là thay vì tô màu vào cái bề mặt thì nó sẽ tô màu vào đường viền. Cũng tương tự như thế, nếu như mà tôi muốn gọi một màu khác biệt đi thì tôi sẽ nhấn giữ một chút để mở cái bảng màu con. Sau khi mở bảng màu con ra thì tôi muốn tô màu nào thì tôi chuột phải vào cái màu đó thì cái màu đó sẽ được gán vào cái đường viền. Đấy, kể cả những thao tác ví dụ như là trộn màu trực tiếp, các bạn giữ Ctrl sau đó thì các bạn nhấp chuột phải vào cái màu mà các bạn muốn trộn thêm thì nó cũng sẽ trộn thêm màu mới vào trong cái đường viền này thay vì là cho bề mặt. Đây là những thao tác mà tương đối là cơ bản. Thế nhưng mà chúng ta còn có những kiểu tô khác nữa và hôm nay thì chúng ta sẽ làm quen với các kiểu tô đó. Để mà tô màu thì chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn tìm xuống phía gần dưới đáy của cái hộp công cụ thì các bạn sẽ tìm thấy một cái công cụ nó tên là Interactive Fill Tool, hoặc các bạn có thể nhấn phím G để gọi công cụ này. Công cụ này là một công cụ nó được bổ sung quãng độ phiên bản X6. Đấy. Thế thì trước đấy thì thực ra Corel nó có những cái bộ công cụ tô thì cũng gọi là công cụ fill tool. Đấy. Và nó cũng cung cấp tất cả những kiểu tô mà chúng ta sẽ trao đổi ngày hôm nay. Tuy nhiên là từ trước đó thì cái công cụ đó thì nó không có tính tương tác, nó không có tính chất là real time, có nghĩa là chọn các tham số, chọn các màu mè, thiết lập các option cho cái việc tô thì cứ việc làm. Nhưng mà chỉ khi nào mà chúng ta nhấn phím lệnh OK xác nhận tô
thì lúc đó chúng ta mới nhìn thấy kết quả. Và do đó thì nó cũng đôi lúc là hơi mất thì giờ, tức là tại vì chúng ta phải tô xong rồi chúng ta mới nhìn thấy kết quả. Đấy. Và nếu như không hài lòng thì chúng ta lại phải hiệu chỉnh lại, và vẫn một cách hơi tù mù như thế, có nghĩa là tôi hiệu chỉnh ở trong cái công cụ, và đến cuối cùng tôi nhìn ở trong đấy tôi cũng vẫn phải tưởng tượng xem là đến lúc mà tô thì nó sẽ như thế nào trên cái đối tượng chính. Đấy là cái điểm mà hơi không được thuận lắm cho người dùng. Thế thì cái công cụ Interactive thì nó ra đời thì nó khắc phục cái chuyện đó. Nó sẽ cho chúng ta xem ngay lập tức ở trên cái đối tượng, khi mà chúng ta thiết lập một tham số như nào, chúng ta đổi màu như nào, chúng ta gia giảm các tham số như nào, thì trong cái hộp điều khiển thay đổi ra sao thì lập tức nó sẽ cho chúng ta xem ngay trên đối tượng. Đấy. Thì nó sẽ rất là tiện. Đấy. Tuy nhiên thì nếu mà nói một cách công bằng, một cách chính xác, thì thực ra thì cái Interactive này nó cũng có những cái mà nó tiện hơn ở cái đoạn là chúng ta có thể nhìn thấy được trước kết quả. Đấy, nhưng mà thao tác thì thực ra nó phức tạp, tương đối phức tạp hơn nếu mà so sánh với các cái phiên bản cũ. Đấy, từ X5 đổ xuống thì là làm theo kiểu cũ thì nó rất là dễ điều khiển. Nhưng mà sang tới phiên bản X6 bắt đầu đổ ngược lên thì chúng ta sẽ thấy là nó phức tạp hơn một chút. Và có một cái phần mà chắc chắn là mọi người cũng đều cảm thấy là sẽ tương đối khó chịu nếu mà ai đó đã từng làm việc với lại các phiên bản cũ, thì là nó dính dáng tới vấn đề bản quyền. Khi mà chúng ta sử dụng ở các phiên bản cũ thì nó tích hợp rất là nhiều các mẫu tô sẵn cho chúng ta ở trong cái công cụ tô đó, và chúng ta đều có thể là sử dụng một cách rất là thoải mái. Nhưng mà tới phiên bản mấy phiên bản cao này thì nó hầu như nó không tích hợp nhiều ở trong cái bộ cài. Chúng ta có thể nhìn thấy các mẫu tô đó nhưng mà thực chất ở trong máy chúng ta thì rất là ít. Đấy. Hầu hết những mẫu tô mà các bạn nhìn thấy thì nó đều lại phải có một cái yêu cầu là kết nối internet, rồi kiểm tra về vấn đề member đối với Corel. Đấy, nếu mà họ xác nhận được chuẩn thì các bạn có thể lấy hết tất cả các thứ đó xuống để tô để vẽ. Nhưng mà nếu như mà các bạn mà không có một cái bản quyền chuẩn đấy thì tất cả chỉ có nhìn thấy thế thôi, mà chúng ta sẽ không sử dụng được nhiều. Đây, bây giờ chúng ta sẽ làm quen với lại thao tác tô như sau. Chọn một đối tượng. Đây, bây giờ chúng ta sẽ làm việc với một đối tượng mới đi, chưa có cái mẫu tô gì cả. Thì để bắt đầu thì chúng ta nhấn chọn phím G hoặc là chọn công cụ và chọn Interactive Fill. Sau khi mà chúng ta chọn Interactive Fill thì công cụ của chúng ta sẽ chuyển đổi sang thành hình và mũi tên kèm theo cái số đổ màu như thế này, và chúng ta sẽ có một số các cái tùy chọn nằm trên thanh property. Đầu tiên là No Fill thì cái lệnh này sẽ hủy tô, nó tương ứng với lại cái ô gạch chéo ở đầu của cái palette màu này. Ô thứ hai là uniform thì nó cũng tương ứng với lại các cách tô ở đây thôi, có nghĩa là tô theo kiểu màu bệt, một màu duy nhất cho đối tượng. Các bạn bấm vào uniform thì mặc định đầu tiên là nó sẽ tô cho các bạn là màu đen. Nếu các bạn không thích màu này thì các bạn sẽ sổ danh sách ra và các bạn sẽ chọn một trong các phương án được cung cấp ở trong này. Nếu mà các bạn chỉ làm việc với lại cái thao tác với lại cái sản phẩm để mà trình diễn ở trên màn hình thì các bạn có thể rất là nhanh bấm chọn ở trong cái ô trình diễn này. Nếu không ưng khu màu nào thì các bạn kéo con chuột ở phía bên tay phải này để dịch sang khu vực màu khác và lại tiếp tục kích chọn. Tất nhiên các bạn cũng có thể là thiết lập các tham số ở ô tham số bên cạnh. Và có một chút này thì tôi cũng nhắc nhở luôn, đó là nếu như mà các bạn làm các cái khác thì ok, muốn làm thế nào cũng được. Nhưng nếu mà làm màu mà để in an offset thì nhớ kỹ cho tôi là về mặt nguyên tắc thường là dân làm offset luôn luôn làm tròn số và quy nó về cái hệ là 0 và 5. Có nghĩa là ví dụ như ở đây tôi thấy là tham số này là 92, 27, 114 này, thì thực ra dân làm thiết kế in offset họ sẽ làm tròn luôn, nó sẽ là 90, 30.
115. Đấy, nó sẽ cố gắng là quy tròn ra thành những cái tham số như thế, rất rất hạn chế những cái trường hợp mà để những cái tham số lẻ. Ngoài ra thì chúng ta còn có thêm một số các cái phương thức khác cũng được cung cấp ở đây, ví dụ như show color slide thì nó cho phép là chúng ta gia giảm bằng cách là kéo con trượt như thế này thay vì việc là bấm. Đấy, hoặc là có cũng vẫn luôn luôn có cái tham số để điền như thế này. Cái này thì chúng ta vừa nhìn thấy rồi. Thế còn show color palette thì nó sẽ đưa ra cho chúng ta một cái bảng màu, và bảng màu này thì nó là màu Pantone, màu pha sẵn. Trong trường hợp này thì nó là những cái màu đặc biệt như dạng này thì chỉ in một lần là ra luôn, chứ nó không phải in 4 màu giống như là in offset thông thường, phải trồng cả 4 màu xanh, đỏ, vàng, đen nữa. Đấy. Những cái trường hợp này là những cái trường hợp mà đòi hỏi phải rất là chính xác, thì người ta sẽ in gọi là màu pha sẵn. Đấy, màu này thì luôn luôn chuẩn rồi, tại vì là nó có mã màu, nó kiểm soát rất là chặt chẽ về cái màu sau khi in, thì gần như là nó sẽ chính xác gần như là tuyệt đối 100%. Đấy, in các 4 màu thì nó vẫn còn có độ lệch nhất định, tuy nhiên màu này thì nó sẽ giảm thiểu được cái độ sai lệch màu đó. Rồi ngoài ra thì các bạn còn có thêm một cái công cụ nữa, đó là cái công cụ Color Airdrop này. Với công cụ Color Airdrop này thì các bạn có thể bấm vào nó và sau đó thì các bạn di dịch ở trong cái bản thiết kế của mình, có thể chọn bất kỳ một cái màu nào đó, miễn là có màu đó. Các bạn chỉ vào đâu thì các bạn sẽ lấy được màu đó. Tuy nhiên là nếu như mà các bạn lấy các thành phần mà trên màn hình chứ không phải là các màu pha ra thì nó luôn luôn là quy ra cho chúng ta là màu RGB thôi, chứ không phải là màu CMYK, là màu in. Đấy, và lúc đó thì chúng ta lại phải là làm thêm một phép chuyển đổi nữa, là chuyển cho nó từ cái màu RGB sang thành màu CMYK. Đấy, ví dụ như 62 4C hay 625C. Bạn bấm vào đây, bạn bấm vào cái này, bạn bấm vào cái này và bạn chọn cái chế độ tùy chọn, đúng rồi, show color name. Ở đây nó sẽ có nhiều cái open palette này, rồi thì show color name này, fill color này, đấy vân vân, thì bạn để nó đúng chế độ thì nó sẽ hiển thị đúng cái tên thôi. Thì đây là một trong những cái phương pháp mà để cho các bạn có thể là chọn và tô màu đó. Sau đó thì các bạn có thể là thoát ra cái là nó sẽ có kết quả giống như chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình luôn. Tức là cái thằng này là nhìn sao trong cái lúc mà kiểm kết các thứ pha chọn thì là đến lúc ra nó đúng thế luôn. Đấy. Tất nhiên là cái thao tác này thì nó rất là đơn giản thôi, nhưng bắt đầu sang tới fountain fill hay là chúng ta vẫn quen gọi là gradient, phép tô chuyển ấy, thì bắt đầu chúng ta sẽ thấy phức tạp hơn. Đây, bây giờ để chọn tô một màu chuyển thì chúng ta sẽ làm như sau: chọn đối tượng muốn tô, sau đó thì chúng ta cũng chọn công cụ interactive, và lúc này chúng ta sẽ bấm vào cái biểu tượng thứ ba là fountain fill. Ở biểu tượng thứ ba fountain fill này khi tôi bấm vào thì nó sẽ mặc định cho chúng ta là tô bằng hai màu đen và trắng. Các bạn muốn điều khiển những cái màu này thì các bạn có thể làm như sau. Ở đây thì các bạn nhìn thấy là nó có hai cái điểm điều khiển, một điểm điều khiển màu đen và một điểm điều khiển màu trắng hình vuông ở đây, và nó luôn luôn là nằm ở hai cạnh của cái hình của chúng ta. Đấy. Thế bây giờ tôi có thể điều khiển nó như thế nào? Có mấy cách, một là các bạn gia giảm tham số, hai là điều khiển trực quan. Đấy. Điều khiển tham số thì chúng ta sẽ mở cái bảng Edit Fill này ra. Sau khi bấm bảng Edit Fill, nó sẽ mở ra chúng ta một cái bảng thoại như thế này. Trong này nó cung cấp cho chúng ta những cái cách thức để mà can thiệp thay đổi cái chế độ tô. Thứ nhất là chúng ta sẽ thấy là muốn thay đổi màu nào thì các bạn bấm vào một cái slide điều khiển màu. Ví dụ tôi bấm vào đầu bên này
thì nó sẽ hiện ra cái ô màu tương ứng, và các bạn có thể chọn lấy một màu các bạn thích. Sau khi chọn xong thì nó sẽ cập nhật luôn cái màu đó vào giải màu mẫu này, và các bạn cũng quan sát là thấy cái đối tượng ở bên ngoài của chúng ta nó cũng sẽ thay đổi theo cái màu đó. Tương tự như vậy, nếu tôi không thích là màu này là màu trắng nữa thì tôi bấm vào đây, thì sau đó thì tôi lại bấm tiếp vào ô bên cạnh này và tôi chuyển sang cái màu thứ hai. Sau khi chuyển xong, các bạn cũng sẽ thấy là nó cập nhật ngay lập tức. Ở giữa hai cái màu này thì sẽ có một cái điểm, nó gọi là điểm midpoint, và nó sẽ luôn luôn là cái vị trí này, nó nằm ở điểm 50%, có nghĩa là giữa hai cái màu đang được pha vào với nhau nó sẽ cân bằng 50-50 ở trên cái dải màu. Và nếu như các bạn kéo cái điểm midpoint này sang một vị trí mới thì lúc này cái tương quan giữa hai màu khi pha trộn với nhau nó sẽ thay đổi. Tôi kéo sang đầu nào có nghĩa là tôi giảm cái độ tham dự của cái màu đó và tăng cái ưu thế cho màu ở đầu còn lại. Muốn mà ra giảm một cách chính xác thì các bạn sẽ có một cái trường gọi là node position. Các bạn có thể là bôi đen vào đây và các bạn gõ một cái tham số một cách chính xác. Ví dụ tôi cần 20 chẳng hạn. Đấy, thì lúc này thì nó lại ưu tiên cho cái đầu này chỉ còn 20 thôi, còn cái đầu này thì chiếm 80. Tiếp nữa thì chúng ta sẽ xem thêm một số các vấn đề. Chẳng hạn như ở đây các bạn nhìn thấy là ở hai đầu thì là hai màu. Thế nhưng nếu như bây giờ mà tôi kéo cái đầu này thì sao? Tôi có thể gia giảm. Đó, tôi có thể gia giảm bằng cách là xử lý cái midpoint này. Đấy. Ngoài ra thì tôi còn có thể là can thiệp một số thứ như thế này. Ví dụ các bạn nhìn ở đây nhé, chúng ta sẽ có một cái trường đang bị khóa, đang bị mờ đi. Và các bạn nhìn thấy là trỏ vào đây, nó có tên là Fountain Step. Đấy. Và mặc nhiên là nó ở cái tham số là 256. Trường hợp này thì chúng ta sẽ hiểu rằng là giữa màu A trộn với màu B nó sẽ có 256 bước chuyển. Đấy, 256 sắc độ khác nhau khi chuyển từ một màu nọ sang màu kia. Và đấy là con số mặc định mà Corel gán cho cái thao tác tô chuyển này. Nếu như các bạn muốn mà thay đổi nó thì các bạn sẽ phải bấm vào cái biểu tượng Set to Default này. Đấy, ở phía bên cạnh phải này, và lúc này thì nó được kích hoạt lên và chúng ta chỉ có thể là giảm thấp xuống. Đó. Giảm thấp xuống thì ví dụ như là các bạn nhìn đây, nếu mà tôi cho nó là 10 đó, thì nó sẽ giảm thấp đi. Đây, bây giờ các bạn sẽ thấy rằng các bước chuyển lúc này nó sẽ là ra là nhỉ, rất là rõ, thành từng vệt một. Đấy. Tham số càng thấp thì cái bước chuyển này nó càng rõ ràng. Tất nhiên là chúng ta sẽ thay đổi trong trường hợp nào tôi muốn có một cái gì đó thô hơn đó. Thông thường 256 là rất là mịn, 256 bước chuyển rất là mịn và chúng ta sẽ không thấy được những cái bước chuyển đó. Nhưng khi tôi giảm cái tham số này xuống thì bắt đầu chúng ta sẽ thấy là các bước chuyển nó rõ dần nếu như tham số càng thấp. Và thường thường thì trong những cái trường hợp nào chúng ta cần, một là ý đồ của người thiết kế muốn có một cái gì đó thô tháp mạnh mẽ hơn, hoặc nó còn phụ thuộc thêm vào cái vấn đề là các bạn làm xong thì các bạn sẽ in nó trên cái chất liệu như thế nào. Đấy, trên giấy couche, trên một số các cái chất liệu mà nó rất là mịn thì chúng ta nên để mịn. Nhưng mà đôi khi chúng ta thiết kế cho một cái bao bì, ví dụ như chất cát tông chẳng hạn. Đấy, chất nó thô thì cái kiểu tô chuyển nó cũng nên để thô thì nó mới phù hợp. Đấy, thì trong các trường hợp như thế thì chúng ta có thể thay đổi cái tham số 256 này bằng cách là bấm vào cái biểu tượng mũi tên hai chiều này. Đó, để chúng ta thiết lập lại cái tham số cho nó. Một cái trường nữa mà chúng ta cũng có thể lưu ý đó là cái phần acceleration này.
acceleration này thì nó sẽ tác động tới cái vùng gọi là màu nguyên. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là mỗi cái điểm màu gốc ấy thì nó nằm ở một đầu, và do đó thì khi mà chúng ta tiến hành tô màu ấy thì chỉ có màu nguyên nó sẽ nằm ở cái vệt rất sát ở cái cạnh trái hoặc cạnh phải thôi. Chỉ cần rời đi thêm một tí là bắt đầu có cái tỷ lệ bắt đầu tăng dần hay giảm dần để pha trộn với cái màu phía đầu kia rồi. Đấy. Cho nên là cái màu nguyên thực ra nó chỉ nằm ở một dải rất hẹp ở sát cạnh của đối tượng thôi. Thế nhưng mà nếu bây giờ tôi muốn là cái quãng mà màu nguyên đó nó được tăng lên cao hơn thì tôi sẽ giải quyết bằng cách là gì đấy ạ? Gia giảm cái này. Đấy. Khi tôi gia giảm cái này thì cái quãng màu nguyên các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ tăng lên. Đấy. Tức là từ cái cạnh này phải chạy ra một đoạn đây là màu nguyên, sau đó thì nó mới bắt đầu là gì đấy ạ? Chuyển dần để pha với màu còn lại. Đầu bên này cũng tương tự như vậy. Đấy. Đây thì lại là tăng gì đấy, tăng cái đoạn màu pha này. Thế các bạn muốn gia giảm như thế nào thì các bạn cứ kéo cái này đấy. Còn mặc định ban đầu thì nó sẽ là giá trị 0, có nghĩa là không ưu tiên bất cứ thằng nào cả theo đúng cái mặc định ban đầu đấy. Thế chúng ta còn có thêm một số các cái trường hợp nữa như sau: thêm và bớt. Đó, thêm và bớt các màu vào. Hiện tại bây giờ chúng ta chỉ có hai màu thôi. Đó là màu nằm bên trái, màu nằm bên phải ở hai đầu cái dãy màu mẫu. Bây giờ nếu mà tôi muốn thêm một màu thì tôi sẽ làm như sau. Các bạn kích chuột vào cái điểm mà các bạn muốn thêm một màu. Kích đúp chuột vào. Đấy, thì nó sẽ tạo cho các bạn thêm một cái điểm điều khiển màu mới. Và mặc định thì cái màu này nó sẽ nằm đúng ở cái giá trị mà nó cần phải có ở trên cái chuỗi. Ví dụ như là đầu này là màu đỏ này, đầu này màu xanh. Thế thì trong cái quãng đó, tại cái vị trí mà chúng ta kích chuột thì cái giá trị màu này là màu gì thì nó cũng sẽ thể hiện đúng cái màu đó ở đây luôn. Trừ phi các bạn muốn gì đấy ạ, thay đổi, thì các bạn cũng thay đổi bằng cách là bấm chọn vào đây và các bạn lấy cho tôi một màu mới thì nó sẽ cập nhật vào. Đấy. Đấy, các bạn nhìn rất rõ đúng không? Tôi bấm vào đâu thì tôi có thể bấm đúp vào đâu, tôi sẽ tạo thêm một cái điểm điều khiển. Nhưng luôn luôn cái giá trị màu này nó đúng ở cái vị trí mà chúng ta đang nhìn thấy đây. Đấy, trừ phi các bạn muốn thay thế. Và thao tác thay thế thì rất dễ. Cứ thay màu nào thì chọn cái điểm điều khiển đó, sau đó sổ danh sách và lấy màu mới, nó sẽ cập nhật vào. Đấy. Chúng ta có thể nhìn thấy được luôn ở trên cái bảng mẫu này, và đồng thời nếu mà chúng ta quay trở ra màn hình, chúng ta nhìn cái đối tượng đang được chọn thì chúng ta cũng thấy là màu nó sẽ cập nhật ngay lập tức để cho chúng ta hình dung ra ngay. Đây chính là cái bước cải tiến mà nó cũng tương đối là tốt so với cái kiểu tô cũ. Kiểu tô cũ thì hoàn toàn là không có nhé. Kiểu tô cũ các bạn sẽ chỉ nhìn thấy một cái đối tượng mà không có màu mè gì cả. Chúng ta chỉ có thể nhìn được ở trong dải này, nhưng chúng ta không biết là đến lúc tô thật thì trông nó sẽ như thế nào ở trên hình. Thế nhưng ở đây là chúng ta sẽ nhìn được ngay, chỉnh thế nào thì nó sẽ hiện lên ngay ở đây, và đến lúc nhấp OK một cái là chúng ta nhận kết quả ngay mà không cần phải chỉnh lý gì thêm nữa. Đấy là thêm. Thế còn bớt đi thì sao? Bớt đi thì chúng ta cũng sẽ nhấp đúp vào cái mà chúng ta muốn bỏ. Đấy, ví dụ muốn bỏ cái nào, nhấp đúp vào cái nào thì sẽ bỏ cái đấy đi. Đấy. Khác nhau ở cái là nhấp đúp vào một chỗ không có và nhấp đúp vào cái đang có rồi, thế thôi. Nhấp đúp vào chỗ chưa có gì thì nó sẽ tạo ra điểm điều khiển mới ở chỗ nhấp đúp đó, còn nhấp đúp vào cái đang có rồi thì sẽ xóa bỏ nó đi. Cái này thì nó cũng nằm ở trong cái tư duy cũng giống như là cái nốt điều khiển hôm trước chúng ta nói thôi, đúng không? Chỗ nào mà trên đường path mà không có gì cả, chúng ta muốn thêm điểm điều khiển và chúng ta nhấp đúp vào đó thì nó sẽ tạo ra điểm điều khiển. Còn muốn xóa cái nào đi thì chúng ta cũng nhấp đúp vào cái nút đang có thì nó sẽ xóa đi. Thì bọn này cũng tương tự như vậy, tức là cùng một kiểu tư duy. Ở đấy là thêm và bớt.
Bây giờ chúng ta lại xem tiếp một cái trường hợp nữa là gì? Bắt đầu can thiệp vào các kiểu. Thì ở đây chúng ta có 4 kiểu được cung cấp. Một là linear fountain fill, tức là tô chuyển theo các vạch thẳng. Ở đây tôi có một màu nằm bên vạch trái, lề trái, một màu nằm ở bên lề phải. Và cứ mỗi chúng ta cứ tô thì nó sẽ làm sao đây ạ? Chuyển thành các vạch dọc như thế này. Màu bên trái sẽ ngả dần sang bên phải, và ngược lại màu bên phải thì cũng ngả dần sang bên trái, chuyển hòa với nhau bằng các vạch dọc. Kiểu thứ hai là elliptic. Elliptic thì nó sẽ có một màu nằm ở giữa và màu còn lại thì bao xung quanh. Và giữa hai màu này sẽ chuyển qua nhau bằng các cái sóng chuyển, các bước chuyển hình tròn. Kiểu thứ ba mà tôi đã cung cấp cho các bạn đó là kiểu Konica. Ở các cái công cụ tô ở bên họ nhà đúc thì nó gọi là angle, tức là tô theo góc, còn cái thằng này thì nó gọi là Konica. Đấy. Thì hai màu chính của chúng ta nó sẽ nằm cạnh nhau và nó sẽ chuyển dần bằng các múi hình tam giác quay 360 độ. Cứ mỗi một múi này thì nó cứ chuyển dần sang màu bên kia và ngược lại. Thế còn kiểu cuối cùng là kiểu rectangle thì nó sẽ chuyển theo kiểu hình vuông. Đấy. Hoặc là đôi trường hợp thì nó được gọi là tô theo kiểu kim cương. Đấy. Thì các bạn cũng sẽ nhìn thấy là nó có một chút gì đó giống với thằng elliptic, có nghĩa là một màu sẽ nằm ở giữa, màu còn lại sẽ bao xung quanh. Và thay vì việc là chuyển lại giữa hai màu bằng các cái sóng hình tròn thì bây giờ nó sẽ chuyển bằng các bước hình vuông. Thế đấy là 4 biến thể chính mà chúng ta có thể làm quen ở trong cái hộp thoại này. Tuy nhiên, đấy là kiểu thôi. Thế còn các tham số thì chúng ta có thể làm như sau. Ở đây chúng ta được cung cấp thêm một số các cái tùy chọn nữa. Đó là cái phần transformation ở phía bên tay phải này. Và các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây chúng ta có thì đây, các tham số này. Ví dụ như là ngang này, đứng này, rồi thì tọa độ xy này, góc kéo xiên này, rồi thì góc quay này. Đấy. Thì khi mà chúng ta gia giảm các tham số ở đây thì nó cũng sẽ tác động trực tiếp lên tới cái đối tượng này. Cứ nhấp OK đi để tôi dịch cái thằng này một tí thì cho nó dễ nhìn hơn nhá. Này, để thế này thì chúng ta không bị khuất lấp cái hình tham chiếu bên trái này. Ví dụ như là góc này, khi mà tôi nhấp chuột vào đây, tôi cho một góc ví dụ 15 độ chẳng hạn, thì các bạn sẽ thấy rằng là nó không phải là cái đường thẳng bình thường nữa mà bắt đầu nó chéo góc lên đây là 15 độ đó, 45 độ này. XY thì có quan trọng không? XY thì trong cái kiểu mà linear này thì không rõ lắm, nhưng mà trong một số kiểu ví dụ như là kiểu tô tròn này, tô Konica này, hoặc là tô vuông này thì lúc đấy các bạn sẽ thấy rất rất rõ ràng. Và bây giờ chúng ta thử xem thay đổi XY thì nó có thay đổi nhiều trong cái này không? Cũng có chứ không phải là không, nhưng không rõ rệt lắm bằng cái mấy cái kiểu này. Nó sẽ dịch cái tọa độ của gì đấy, của cái chuỗi màu. Lúc này thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái màu đỏ này sẽ được ưu tiên nhiều hơn. Đấy, và màu xanh thì nó bị lùi lại ít hơn. Còn bình thường ra là nó sẽ để ở trạng thái là cân. Đấy. Cũng tương tự như vậy là transformation này. Đấy, thì chúng ta sẽ có là độ rộng này hoặc là độ cao của cái chuỗi màu khi mà tô, thì khi các bạn thay đổi các tham số ở đây thì nó cũng sẽ tác động. Ví dụ bây giờ cho cái thằng này là 200, đây trả thằng này về không đi cho nó dễ nhìn nhé. Đây các bạn nhìn, và bây giờ tôi có lẽ là nên đổi một cái màu gì khác cho nó dễ nhìn nhé. Đỏ nguyên đây nhé. Đây, bên này là cho vàng đi.
Đấy, ví dụ thế. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát này. Transformation. Đây độ rộng này 100, tôi cho thành 200 đi. Thì lúc này các bạn cũng sẽ thấy là cái giải này bắt đầu nó có sự thay đổi. Đó. Ở đây nó cũng có luôn cả cái trạng thái khóa. Nếu như mà tôi thay đổi một tham số độ rộng hoặc độ cao của cái tuyến này thì nó sẽ thay đổi theo cả cái chiều kia luôn. Nếu chúng ta mở khóa ra thì tôi có thể thay đổi được một chiều mà chiều kia không thay đổi. Thế còn xiên thì sao? Xiên thì ví dụ như là góc 45 độ này, nó sẽ kéo xiên cái mẫu tô đó, cái mẫu tô màu đó đi, cũng giống như là chúng ta kéo xiên một đối tượng, nó không thẳng nữa. Thế ngoài cái này ra thì chúng ta còn có thêm một số các cái tùy chọn nữa như thế này, ví dụ như là reverse fin này, cái nút mà xoay đầu này. Hiện tại bây giờ tôi đang có gì đây nhỉ? Đỏ ở một bên đúng không ạ, và vàng ở một bên. Thế bây giờ nếu như mà chúng ta thấy là đỏ ở bên phía trái này đúng không, vàng bên phía phải, bây giờ tôi bấm vào đây thì các bạn sẽ thấy là nó lật ngược cái vị trí của hai màu này lại và nó đổi chỗ cho nhau. Tất nhiên nếu trong này mà còn nhiều màu nữa thì cả cái chuỗi đó nó cũng sẽ theo cái quy tắc này mà nó sẽ lật ngược lại. Đấy. Rồi chúng ta còn có thêm một số các cái tùy chọn nữa, ví dụ như là phần mirror này, repeat này, and reverse này. Thì đây chúng ta có mấy cái tùy chọn. Default thì ở đây các bạn sẽ thấy rằng là cứ một thằng như thế này thì nằm chuyển, mỗi thằng nằm ở một cạnh đúng không? Nhưng nếu mà tôi bấm vào đây thì có thể là nó sẽ cho tôi một cái kiểu là gì đấy ạ, nó gần như là kiểu reflect ở bên Adobe, tức là nó sẽ cho tôi một cái kiểu tô là biến dạng của cái kiểu này, vẫn hai màu thôi, nhưng mà lúc này thì không phải hai màu nằm ở hai đầu nữa mà một màu nằm ở giữa, một màu thì sẽ bao ở hai bên hoặc là trái phải hoặc là trên dưới tùy theo cái kiểu tô của chúng ta. Cái này thì nó lại nhắc lại thêm một lần nữa, tức là tôi sẽ có hai lượt. Nhưng cái này thì nó tùy thuộc rất là nhiều vào cái quy mô làm việc của chúng ta. Bây giờ các bạn cũng nhìn thêm ở đây. Vừa nãy là các tham số mà chúng ta có thể là điều chỉnh ở trong cái điều chỉnh ở trong cái hộp thoại này. Tuy nhiên là chúng ta còn có thêm một cái giá trị nữa mà chúng ta cũng thấy là nó được bổ sung thêm nếu mà chúng ta so sánh với các cái phiên bản cũ. Đấy là có thể can thiệp vào cái giá trị trong đục của hình luôn, của màu luôn. Tôi bấm vào một điểm điều khiển nào đó và sau đó thì tôi có thể là chỉnh màu này và kèm theo đó là độ trong đục luôn. Ví dụ như là tôi cho cái này là 50% chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy là đầu bên này, tức là đầu màu vàng, nó sẽ tô, không phải tô đậm đặc nữa mà bắt đầu có thể nhìn xuyên qua nó. Nhấp OK nhé, và tôi vẽ thử một hình mới xuống bên dưới cái thằng này. Shift bắt đầu. Đây, thì các bạn sẽ nhìn thấy là gì đấy ạ? Cái đối tượng này của chúng ta nằm bên trên, có độ trong, có thể nhìn xuyên qua. Đấy, nếu mà tôi kéo rộng ra đây này thì các bạn nhìn thấy gì đấy ạ? Đầu đỏ này do là không trong cho nên là cái đoạn này chúng ta không thể nhìn thấy màu xanh bên dưới. Nhưng đoạn này do cái đầu màu vàng chúng ta có gán cho nó cái độ trong suốt là 50%, thì các bạn bắt đầu nhìn thấy là nó có cái ánh xạ cái màu xanh của đối tượng nằm bên dưới lên. Thế bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp một số các cái thao tác nữa. Vừa nãy là thao tác mà chúng ta điều chỉnh bằng tham số đó. Đấy, thực ra thì phía trên này nó cũng hỗ trợ các bạn một số thứ đây này. Các bạn có thể nhìn thấy này, nếu tôi bấm nút reverse ở trên này nó cũng reverse theo, không nhất thiết lúc nào cũng phải can thiệp tít vào trong này. Đấy. Nhưng mà trong này thì đầy đủ tham số nhất. Đấy. Đầy đủ phương thức để can thiệp nhất, còn hỗ trợ thì đây. Đúng không? Thì chúng ta sẽ có một số các cái tùy chọn ở đây. Ví dụ như là khi mà tôi co duỗi này
tôi co duỗi cái điều khiển trực quan này, thì các bạn sẽ thấy rằng là các cái này nó sẽ có những cái biến thể. Vừa nãy các bạn nhìn ở trong kia có thể là thấy chưa rõ đúng không? Không thấy được cái sự khác biệt của nó, nhưng mà nó sẽ được thể hiện rất là rõ ở đây. Ví dụ default, default thì sao? Default thì chỉ có hai màu và chắc chắn là gì đấy, một thằng làm trái, một thằng làm phải. Chỉ có điều là thằng nào chiếm ưu thế nhiều hơn thằng nào thôi. Đấy. Mặc định thì nó sẽ là gì đây? Cạnh phải và cạnh trái, đúng không? Đấy. Đây, cạnh phải và cạnh trái. Và hai thằng cân bằng với nhau. Đấy là nguyên tắc cơ bản. Nhưng nếu như mà tôi kéo như thế này thì nó sẽ làm sao đây ạ? Tôi sẽ ưu tiên thằng vàng nhiều hơn với thằng đỏ. Nhưng đây là kiểu default thôi. Có nghĩa là luôn luôn là sẽ là gì đấy ạ? Chuyển một mạch. Nhưng nếu mà tôi chuyển sang cái chế độ là Repeat and Mirror thì các bạn sẽ nhìn thấy gì đấy ạ? Đỏ này, vàng này, xong lại đỏ này. Nếu co nữa lại thì làm sao đấy? Vàng này. Thì chúng ta sẽ thấy là nhắc đi nhắc lại, nhắc đi nhắc lại do cái sự co kéo này của tôi. Đấy. Hoặc là nếu mà tôi chọn cái gì đấy, Repeat thì đây, nó cứ nhắc lại mà không lật nữa. Đấy. Thằng kia là có lật nhé. Đây này, xem lại khác biệt giữa Repeat and Mirror này và Repeat không này. Repeat and Mirror thì làm sao đây ạ? Đỏ này, vàng này, xong lại lật ngược lại là gì đấy ạ? Vàng tiếp xong lại đỏ này, xong lại đỏ lại vàng, vàng tiếp thằng đỏ. Nhưng thằng này thì chỉ có một chiều thôi, có nghĩa là gì đấy? Theo đúng quy tắc, đỏ vàng, đỏ vàng, đỏ vàng, không có lật ngược lại theo kiểu soi gương. Đấy, thì nó có bổ sung thêm một số cái tùy chọn như thế. Thế còn một cái nút hỗ trợ nữa, các bạn có thể thấy đó là cái chế độ Smooth. Đấy, làm cho cái chuỗi màu nó trông nó có vẻ mượt mà hơn thì chúng ta có thể bấm thêm vào cái nút Smooth này thì nó sẽ làm cho cái chuỗi màu của chúng ta nó chuyển êm. Và trong này thì nó còn bố trí cho bạn một cái lệnh nữa. Thực ra nói đây là lối tắt của cái lệnh mà chúng ta đã từng thấy đây, đó là Copy. Đó. Thì tôi có một cái đối tượng khác. Đấy. Thay vì là tô thì tôi có thể là chọn gì đây ạ? Chọn lệnh copy, sau đó thì lại chỉ vào đây và nó sẽ copy sang cái đối tượng mới. Thế đấy là các thao tác mà chúng ta có thể làm việc với lại cái biến thể là linear. Bây giờ chúng ta xem kỹ hơn sang các biến thể khác và xem là nó khác biệt như thế nào nhé. Đây, bây giờ chúng ta sẽ xem trường hợp như thế này. Chọn đối tượng này, chọn công cụ này, chọn hộp thoại này. Đối với cái chế độ linear thì nó tương đối là đơn giản. Bây giờ tôi ra giảm lại các tham số này. Bây giờ là 100 này, 100 này, 0 này, 0 này, 0 này, 0 này. Ok, tất cả đều giảm về 0. Bây giờ chúng ta xem tiếp này. Đây là linear. Bây giờ tôi chuyển sang gì đấy? Elliptic hay là tô tròn, đúng không? Tô tròn thì nó khác cái gì? Tô tròn thì các tham số này chúng ta sẽ thấy nó rõ ràng hơn. Ví dụ như là tôi có thể đặt chuột vào đây, tôi có thể di dịch cái tâm trộn giữa hai màu đi. Thì lúc đấy các bạn sẽ thấy rằng cái tâm XY này ở đây là nó sẽ thay đổi. Các bạn có thể thấy là hai cách. Một là di dịch trực tiếp như thế này. Hai là gia giảm tham số ở đây. Nó sẽ làm cho cái tâm pha trộn giữa hai màu này lệch đi, không còn nằm ở chính tâm của đối tượng nữa. Đấy. Thế còn thằng Konica thì sao? Konica cũng thế. Tâm của nó, tâm pha trộn bao giờ cũng nằm đúng giữa tâm của đối tượng. Bằng cách là kéo như thế này, tôi có thể làm cho cái tâm này nó di dịch đi, khác biệt đi. Đấy. Thằng vuông này cũng rất rõ ràng như thế. Đây là nằm ở đúng giữa, đúng không? Bây giờ tôi có thể kéo nó đi sang một vị trí khác. Thế còn các tham số khác, đấy, ví dụ như là thêm bớt bớt màu,
rồi thì căn chỉnh để cho nó trong hay đục thì hoàn toàn có thể làm giống như cái kiểu mà linear vừa rồi chúng ta vừa mới nói. Thế thì đấy là cái cách thức tô đầu tiên mà chúng ta nói đến ngày hôm nay, đó là tô tô kiểu fountain fill hay là ở các cái chương trình khác nó gọi là gradient hay là tô chuyển đó. Thế và ở đây thì các bạn cũng nhìn thấy là cái thao tác mà chúng ta có thể làm một cách trực quan đấy, đây co duỗi này để thay đổi về độ cao này, thay đổi độ rộng này đó, đấy rồi góc này, rồi gia giảm màu nào ưu tiên hơn màu nào này đó. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể là gì đây, dịch vị trí đi đấy, xoay sang vị trí khác đúng không? Co duỗi trực quan, và cái này nó rất là đặc biệt tại vì là chúng ta co duỗi đến đâu chúng ta nhìn thấy ngay trên đối tượng y xì như thế luôn. Và chúng ta cũng có thể là gì đấy, lôi nó đi sang một vị trí khác, cái này đây. Gần như tôi có kiểu tô mé mé như này cũng được, do cái điểm điều khiển tôi rời vị trí ra khỏi cái điểm gốc của đối tượng. Thêm bớt được không? Thêm bớt được ngay trên này không? Thêm bớt được, rất dễ đúng không? Nhấp đúp này đấy, nhấp đúp vào lập tức tôi có thể thêm được một điểm điều khiển vào đây, sổ danh sách ra chọn một màu khác, ok lập tức vào ngay điểm nữa này, chọn màu khác này, ok đấy. Và xóa cũng tương tự như vậy, xóa thì kích đúp vào cái mà chúng ta không thích, xóa xóa đó. Đấy, thao tác trực quan nó sẽ là như thế. Hai cách, cách nào cũng được, các bạn muốn làm chính xác thì các bạn làm bằng cách là vào trong cái biểu tượng edit fill, còn các bạn muốn nhanh, các bạn muốn trực quan thì các bạn làm thao tác trực tiếp ngay trên đối tượng với lại cái khung điều chỉnh này. Và đấy là những cái gì mà các bạn cần phải nắm được khi các bạn làm việc với lại cái mẫu tô chuyển fountain fill ở trong CorelDRAW.